nay thì mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn sử dụng cơ bản công cụ là Cogering Thì ở đây mình sẽ có một cái biểu đồ histogram và một cái bảng công cụ Cogering Ở trong biểu đồ histogram bạn sẽ nhìn thấy một cái giải sáng từ Black, Shadow, Midtone, Highlight và White Thì tương tự ở phần Cogering cũng vậy, nó sẽ có phần Shadow, Midtone và Highlight Thì ở đây mình sẽ lấy một cái biểu đồ sRGB chỉ còn phần giải sáng và bỏ qua màu sắc thì ở phần giải sáng này sẽ có black shadow Midtone, highlight và white thì đầu tiên mình sử dụng trên cái bánh xe màu sắc đó là shadow thì mình sẽ lựa chọn cho nó một cái màu là blur đi và mình sẽ tăng xa dần lên khoảng 100 thì khi đó các bạn nhìn thấy là cái màu sắc thay đổi chủ yếu là sẽ nằm ở phần shadow một chút ở mid tông còn lại phần highlight và white là không bị ảnh hưởng không được ám màu blue vào tương tự ở phần highlight như vậy thì khi mà các bạn can thiệp ở phần highlight này thì ở phần highlight mình sẽ chọn cho nó một màu là cyan cyan là hơi Blue một chút sau đó mình tăng saturation dần đến khoảng 50 thì các bạn nhìn thấy là lập tức là cái màu sắc nó thay đổi chỉ thay đổi ở phần highlight một chút ở mid tông và phần shadow black là phần không ảnh hưởng thì khi mà các bạn nắm được điều này thì các bạn sẽ biết hiệu chỉnh cái bánh trong màu sắc phù hợp với từng vùng sáng tối trên tấm hình. Tiếp theo thì mình sẽ đến với phần ứng dụng của không gian màu HSL vào trong công cụ Coordin. Thì ở không gian màu HSL sẽ có 3 phần như là hue, saturation và Lumion thì với cái hình minh họa này là bản chất nó là không gian màu HSV nhưng hai cái này tương tự giống nhau thì mình lấy cái này hình ảnh này mình mô tả cho các bạn cho trực quan. Phần đầu tiên là kênh hue giúp các bạn đổi các kênh màu trong hệ màu sRGB nó sẽ bắt đầu bằng màu đỏ và kết thúc bằng màu đỏ chính là cái bánh xe 360 độ từ 0 đến 360 và trong này có hai phần hai sử dụng nhất đó là màu yellow và màu blue. Hai là phần saturation giúp các bạn thay đổi về cái độ bão hòa của màu sắc. Phần thứ ba là phần Lumion giúp các bạn thay đổi về sắc độ sáng tối của màu sắc thì ở đây mình sẽ làm thực tế trên hình ảnh nhìn cho trực quan